Này em trai, này này, chúng ta phải lên trên núi thôi. Ở đây nước lũ sắp về rồi, trước sau gì cũng chết. Thôi chúng ta đi thôi. Nhưng mà anh ơi, ở đây thì có thức ăn. Không, lên trên đó chúng ta kiếm sau. Phải đi thôi chú ạ, ở đây nguy hiểm lắm. Các chị ơi, các chị có lên núi với bọn em không? Ở đây nước lũ sắp về rồi. Hai thằng đi đâu đây? Bọn em định đi lên trên núi để tránh lũ đó mà. Thôi đi đi, ở đây nhiều thức ăn, bọn chị không đi đâu, chết thì chết ở đây thôi. Này hai cháu định đi thật à? Định rời khỏi vùng đất là sao? Để ông ôm cái nào. Dạ, chúng cháu định đi ông ạ, ở lại đây lũ lụt khiếp quá, bọn cháu không ở nữa. Ta thì già rồi, các cháu đi mạnh giỏi nha. Dạ, ông ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn các cháu. Đến tuổi này thì ta cũng không sợ cái gì nữa rồi. Nhìn dâu đây nó mọc xồm xoàm hết cả lên thế này này. Sống chết là có số, không lo lắng được. Tạo hóa đã sinh ra nó vốn dĩ đã như vậy rồi. Chúc các cháu lên đường bình an. Đi lên núi này này, nhanh lên nhanh lên, chính là đường này này, đúng rồi, chính là hướng lên núi đây này, nhanh lên, rồi đi thôi, nhanh lên, nhanh nhanh hướng này chứ, khẩn trương lên, sắp đến rồi. Dạ cháu chào hai bác ạ. Đi đâu thế các cháu? Dạ cháu muốn lên trên cái vũng nước xanh ở trên núi, hiện nay vũng nước xanh còn không ạ? Vùng nước xanh thì còn cháu ạ, nhưng mà hiện nay thì đã bị thằng cóc đen nó quản lý rồi, không cho ai sống ở đó đâu, đến uống nước cũng không được nữa các bác. Đây này, khát nước hơn 10 năm nay có được uống tí nước nào đâu. Ủa sao lạ thế ạ? Sao lạ thế ạ? Lạ cái gì, nó là tên cóc đen, nó đến quản lý cái vùng đất đó rồi. Cái vùng nước xanh bây giờ không làm được gì đâu, các cháu đừng có lên nữa, về đi. Sau đó em ạ, chúng ta cứ đi đi, kệ đi, lên xem thế nào đã. Đợi em với, đợi em với. Nhanh lên. Dạ chúng cháu chào các bác bọ xèo ạ. Các bác bọ xèo đi đâu mà đông thế ạ? Chúng tôi đi lên núi, lên cái vũng nước xanh để xin nước uống nhưng mà không được. Tại sao thế ạ bác? Thì cũng tại cái thằng cóc xanh đó, từ khi nó đến vùng này nó đã chiếm hết cái hồ nước rồi. Ô thế các cháu cũng định lên trên đó thì làm sao ạ? Thôi, các cháu nên quay về đi, giống như các bác đây này. Lên trên đó không được đâu, nó không cho uống đâu, chứ đừng nói là sống ở đó các cháu ạ. Thôi quay về đi. Ôi, dạ nhưng mà chúng cháu sắp đến rồi. Thì cháu cứ lên thử xem, biết đâu cháu ở xa đến nó xin nó lại cho thì sao? Không có chuyện đó đâu ông ơi. Thôi các cháu về đi, chúng tao cũng về đây. Ồ, chào dế mèn nha. Dế mèn đi đâu thế? Tôi đi kiếm ăn đâu mà. Hai bạn đi đâu đây? Chúng tôi định lên hồ nước trên núi. Ôi này này, không nên lên trên đó. Thằng cóc đen nó không cho lên đâu. Chúng tôi phải lên xem sao đã. Này, hai anh ơi, đi về đi. Lên trên đó cóc đen nó không cho uống đâu, chứ đừng nói là xuống đó mà tắm nhá. Đi nhanh lên anh ơi, sắp đến rồi. Ôi, anh ơi, đến hồ nước rồi này anh ơi, nhanh lên. Đâu, 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 đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi, xuống tắm thôi, xuống tắm thôi. Này, tao nói cho hai đứa chúng mày biết, đây là hồ nước của tao, nếu không cút đi tao sẽ đánh chết chúng mày đấy. Đau quá. Chúng mày không nghe lời tao thật à? Cút mau, anh kia hoành hoang nó vừa thôi, lại đây. Có tí xíu thế này cũng dám đấu với tao à? Cứ thử xem. Ủa?
Mày chịu chưa? À, buông tay ra mau! À, buông tay ra mau! Mày mày thấy thế nào được chưa? À, buông tay ra mau! À, 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 anh cua tha cho em! Anh cua ơi, tha cho em thua rồi! Mày hoành hoang từ trước đến giờ! À, em thua rồi! À, cho mày chừa cái thói hoành hoang đi! Ha? À, em thua rồi! Anh tha cho em ạ! À. À. Từ nay mày có hứa mày sẽ cho mọi người uống nước ở cái vùng nước này không? À, dạ được ạ, à. Được ạ, à. À, em xin lỗi ạ. À. Hả? Em ơi, dậy đi. Em ơi, dậy đi, mình thắng rồi. Dậy đi. Mình ngồi xuống uống nước thôi. Ơ trời, xuống uống nước thôi.